Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là phiên bán hàng cho ngày 19 tháng 10 năm 2021. Các anh chị và các bạn mua hàng thì vui lòng gọi điện thoại qua số điện thoại 0961 851 766. Bé Thảo nhân viên bên em sẽ trực nghe đơn hàng của các anh chị. Facebook bên em thì cũng là Lan Rừng Nguyễn Lâm. Địa chỉ vườn Lan thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ngày hôm nay thì mình lên một phiên bán hàng ngắn thôi, trong đó cũng có một số mặt hàng. Thì anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta có thể là xem và gọi điện thoại để đặt hàng ha. Về vấn đề vận chuyển hàng hóa thì các anh chị gọi điện thoại trực tiếp thì bé Thảo nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các anh chị là sẽ vận chuyển hàng hóa bằng cách nào. Trước tiên thì là một cây 5 cánh trắng bạch tuyết cho anh chị nào đầu tư. Đây là một cái cây nó đã thắt ngọn và Nguyễn đã làm mầm gốc lên rất là khỏe như thế này. Và ở phía dưới nó cũng còn hai cái mắt gốc nữa cũng đang sưng to. Thì cái chậu 5 cánh trắng bạch tuyết, một cái thân mập mạp như thế này với mầm gốc như thế, thì cái chậu này Nguyễn bán với giá là 160 triệu nha các anh chị. Bình thường thì một cây 4 cm hiện tại bây giờ thì nó nằm ở khoảng tầm từ 80 cho đến 100 triệu. Ở đây thì có một cái mầm gốc nữa, cho nên là cái mầm gốc này thì có thể là nuôi trong vòng chừng 1-2 tháng nữa là nó sẽ vượt lên rất là nhanh. Thì anh chị nào thấy được tiềm năng của cái chậu này thì chúng ta mua ha. Cây thì cây mẹ ở bên em thì đang chuẩn bị làm hoa, khoảng tầm hơn 1 tháng nữa thì các anh chị sẽ thấy hoa bạch tuyết nở lại ở vườn Lan Rừng Nguyễn Lâm. Cây thì đã chuẩn và đã nở hoa rồi nha các anh chị, nhưng mà Nguyễn đang làm hoa lại để cho mọi người chúng ta xem. Tiếp theo là một cây hồng Gia Lai. Cây này thì giá là 30 triệu, kích thước của nó tầm 9 cm nha các anh chị. Có nghĩa là chỉ tầm hơn 3 triệu 1 cm. Cây này thì nó là một cái cây trên thân mẹ đã thắt ngọn và có một cái rễ, và các anh chị thấy Nguyễn trồng kiểu này thì dù cho có một rễ đi nữa thì rễ của nó vẫn bám chậu và mập. Đó, các anh chị nhìn cầm rễ. Khi mà rễ nó đã bám chậu rồi, nó hút được nước rồi thì các anh chị thấy là nó không có rụng một cái lá nào hết nha các anh chị. Đó. Bên em chăm nó thì nó cực kỳ đơn giản như thế thôi. Ngày hôm qua thì mình cũng làm một cái video để diễn tả lại cái quá trình tụi em trồng cây như thế nào cho các anh chị và các bạn chúng ta xem. Thì anh chị nào thấy hợp lý thì chúng ta nghe. Đây là mặt bông hồng Gia Lai. Cây này thì nở chuẩn giống nha các anh chị. Và mặt bông này nó rất là lạ so với tất cả những cái dòng bông hồng khác, vì cái đôi mắt của nó nhìn rất là đặc trưng, rất là dễ nhận biết. Tiếp theo thì hồng Mỹ Nhân vừa mới nở cách đây vài hôm. Hôm nay mình ra những cái cây rất là lực như thế này, nhỏ nhỏ. Với cái tình trạng cây mập như thế này thì giá cho cái cây hồng Mỹ Nhân số 1 này là giá 20 triệu nha các anh chị. Kích thước nó được tầm 7 cm. Đó, tình trạng cây như thế này thì giá nó tầm 3 triệu 1 cm. Cây mập mạp. Chậu hồng Mỹ Nhân số 2. Chậu này thì 22 triệu, kích thước nó được 8 cm. Và nó cũng rất là mập mạp. Hai chậu này thì chưa làm mầm gốc nha các anh chị nha. Chậu hồng Mỹ Nhân số 3. Chậu này thì mình mới làm mầm gốc và nó đã nhú rồi. Thì cái chậu này giá 25 triệu, kích thước là 12 cm. Anh chị nào đầu tư thì cái chậu này rất là phù hợp, giá 25 triệu. Đây mầm gốc nó đã sưng lên rồi. Hồng Mỹ Nhân thì vừa mới nở lại tại vườn tụi em rất là đẹp. Cách đây vài hôm thì mình cũng đã quay cho các anh chị và các bạn xem quá trình nở của cây hồng Mỹ Nhân này. Quá là đẹp luôn, rất là chuẩn khuôn. Lần này là nó nở đẹp nhất các anh chị. Mấy lần trước thì hoa cũng đẹp nhưng mà nó không được cân đối chỉnh chu như cái đợt hoa lần này. Tất cả những cây mình bán cho các anh chị ở bên kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm là những cây đã chuẩn giống và đã nở hoa tại vườn chuẩn giống rồi nha các anh chị. Nên khi tụi em làm là các anh chị và các bạn chúng ta mua yên tâm về độ chuẩn cây. Tiếp theo là những cây hồng yến, là một cây mặt hoa rất đẹp. Chậu số 1 là một cây lách và em trồng như thế này thì đã bám chậu rồi. Kích thước tầm 3 cm, giá là 4 triệu cho anh chị nào sưu tầm những cái cây nhỏ nhỏ như thế này ha. Chậu số 2 là một cái cây ươm tự nhiên, giá là 5 triệu. Kích thước được 5 cm. Chậu hồng yến số 3
cũng giá là 5 triệu ha, cũng là cây ươm tự nhiên đã thắt ngọn, kích thước được hơn 4 cm. Chậu hồng yến số 4, chậu này thì còn đang đi ngọn, kích thước cũng 4 cm, giá là 5 triệu. Chậu hồng yến số 5, chậu này cũng đang đi ngọn, giá là 5 triệu ha, kích thước cũng hơn 4 cm. Và chậu số 6 cũng giá là 5 triệu, chậu này thì vừa mới lắc xuống để trồng, kích thước được 8 cm, vừa mới lắc xuống ha, cho nên là mình bán rẻ thôi, giá là chỉ có 5 triệu cho chậu này. Đây, cái rễ của nó mới nhú được khoảng 3-4 cọng rễ nè. Đó, nhưng mà tụi em trồng các anh chị thấy là nó bám vào vỏ thông ngay. Mọi người không phải lo về cái sức sống của cây này, rất là mạnh. Về mặt bông cây hồng yến, mọi người xem lần gần đây nhất nó nở lại như thế này. Đó, đây là mặt bông cây hồng yến ha. Cây này thì rất nổi tiếng ở trong miền Nam nha các anh chị. Hiện tại thì giá của cây lan nó đang ở cái mức rất là thấp, nên anh chị nào có điều kiện sưu tầm giống thì mọi người sưu tầm vào thời điểm này rất phù hợp. Vì sau khi tình hình dịch bệnh mà có thông thoáng rồi thì giá cả nó sẽ lên rất cao đó. Về những chậu năm cánh trắng HO thì mình có những cái cây nhỏ nhỏ như thế này, giá là 1 triệu một cây. Đây, chậu số 1 là một cây lắc và rễ đã bám chậu rồi. Kích thước của nó chỉ có tầm 2 cm, hơn 2 cm thôi. Chậu số 2, tất cả mình bán đồng giá là 1 triệu một cây ha. Đây là một cây ươm tự nhiên nè, đó, rễ đã bám chậu với cái vỏ thông tốt như thế. Chậu số 3, đó, đồng giá là 1 triệu một cây ha. Chậu số 4, chậu này thì hơi yếu một chút nhưng mà rễ cũng nhiều. Chậu số 5 cũng là những cái cây ươm tự nhiên, giá là 1 triệu một cây. Chậu số 6, tất cả những cây này đã chuẩn bông hết rồi nha các anh chị, cây đã nở tại vườn hết rồi, nên các anh chị không phải lo về độ chuẩn cây đâu. Chậu số 7 cũng như vậy, chậu số 6 thì đã thắt ngọn rồi ha. Chậu số 7 giá 1 triệu một cây ha. Chậu HO số 8 thì là một cái cây nó lớn hơn và đang đi ngọn, thì giá 2 triệu cho cây này, kích thước được 5 cm, giá 2 triệu cho cây 5 cái trái HO số 8. Và Nguyễn vẫn còn cái chậu nái lớn như thế này, anh chị nào mua thì giá là 40 triệu cho chậu này. Chậu này thì hiện tại hai cái thân mẹ của nó là kích thước nó được 1m1 và hai cái chồi gốc thêm 10 cm nữa, là hiện tại bây giờ kích thước của cái chậu này là được khoảng tầm 1m2. Hai cái chồi gốc đang đi ngọn và hai cái thân mẹ cũng đang đi ngọn luôn các anh chị. Thì anh chị nào mua cái chậu nái như thế này, giá là 40 triệu cho 5 cánh trắng HO. Về năm cánh trắng Phú Thọ thì Nguyễn có những cây cũng ươm tự nhiên như thế này, trồng để nó đã bám chậu như thế này, thì giá là 500.000 một cây đồng giá. Về mặt bông năm cánh trắng HO và Phú Thọ thì nó quá phổ thông và cũng đã nở rất là nhiều lần rồi, cho nên là Nguyễn không có đưa mặt bông ra đây. Các anh chị và các bạn hầu như ai cũng biết cái mặt bông HO và Phú Thọ rồi. Ở đây năm cánh trắng Phú Thọ thì Nguyễn có những cái chậu cây ươm tự nhiên như thế này, giá là 500.000 một chậu. Các anh chị thấy vỏ thông tụi em trồng rất là tốt ha, rễ nó vào là nó bám ngay luôn. Đó, giá 500.000 một cây, thì hôm nay mới lên 5 cây có đánh số như thế, các anh chị và các bạn chúng ta lựa chọn ha. Cuối cùng thì là những cây năm cánh trắng chân thành, giá ngày hôm nay là cho những cái cây ươm tự nhiên như thế này, cái thước 5-6 cm á, thì giá là 1,5 triệu một cây và mình cũng có đánh số ha. Đây chậu số 1, đồng giá là 1,5 triệu một cây. Đây chậu số 2, đó, kích thước nó tầm 5-6-7 cm vậy. Chậu số 3, tất cả đều là những cây ươm tự nhiên hết, ươm giống tại vườn. Và cây này thì đã nở rất đẹp, rất nhiều lần ở tại vườn tụi em rồi, nên giống tụi em tự làm, cho nên các anh chị và các bạn chúng ta yên tâm về giống rất chuẩn. Đó, 5 cái cây, giá đồng giá là 1,5 triệu cho một cây 5 cánh trắng chân thành. Đó là những cái mặt hàng cho ngày hôm nay ha. Thì các anh chị mua hàng thì vui lòng gọi qua số điện thoại 0961 851766. Bé Thảo nhân viên bên em sẽ trực nghe đơn hàng của các anh chị. Đây là mặt hoa 5 cánh trắng chân thành nở tại vườn của Lan Rừng Nguyễn Lâm. Facebook ở bên em thì vẫn là Lan Rừng Nguyễn Lâm ha. Địa chỉ vườn Lan thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hiện tại thì về việc đi lại đối với tỉnh Bình Phước thì anh chị nào mà tiêm được 2 mũi thì
được vào tỉnh, và bên em cũng sẵn sàng đón tiếp các anh chị nào đã được vào tỉnh ha, tụi em không ngại. Đây là mặt hoa năm cánh trắng chân thành, cực kỳ đẹp ha các anh chị, rất là đẹp. Chân thành thì là nó là một huyện ở tỉnh Bình Phước á, nên người ta lấy tên địa danh đặt cho tên cây này. Mọi người xem bông hoa và khuôn này thì không thể chê. Video ngày hôm nay thì ngắn gọn như vậy ha, vẫn có một số mặt hàng như vậy. Các anh chị và các bạn chúng ta mua hàng thì gọi qua số 0961 851 766, em nhắc lại ha. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng và hoặc là những cái video hướng dẫn trồng lan tiếp theo ha. Em xin chào.